Thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Dạ. Nắm tay là lớp 9. Dạ. Dạ. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi. Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động như viết thư? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập gửi cho em, rồi em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước, xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi mà em. Mới lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học với là học không chịu học á nên là uống cà phê đó đây dạ. Nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng không thích nhau, cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát, nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Dạ. Sau đó sau là đó nắm được tay rồi, đạt được mục đích rồi. Nắm tay rồi là thôi, rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng cấp địa điểm không? Dạ có. Ở nghĩa trang hoài. Dạ có, nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thật vậy em nội? Dạ chuyện tình tụi em nó ly kỳ lắm. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có đi chơi chung. Đứa thân nhau quá, anh cũng có bồ. Lớp 9 là chia tay nè, dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ đến lớp đầu năm lớp 12, bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Ừ. Sau quá trình chơi thân, là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12? Dạ. Nắm tay là lớp 9? Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hung đầu tiên là... Dạ thì là cái 2008 đó, là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hung ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hung một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. Hẹn gì bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là chính tay nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như vậy? Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là sắp chia tay luôn. Ông này ông bay bướm thì sao? Ông quen mấy dạ, cô dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không, ảnh nói cũng có. Xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau mà là em, cái tính em là em thích giao lưu bạn bè. Ở đó vợ em chưa có lên với em học. Ở đó em buồn, em học kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Đúng không? Dạ giao lưu dạ, với gái. Đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Làm gì mà chắc phải là dùng mà em không chia được. Dạ. Dùng khổ nhục kế luôn. Đúng. Thì đó để hỏi anh dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp. Anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu bao km? Xa? Mười mấy cây số ha. Mười hai cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống. Trời ơi. Nãy em thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ. Anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay anh xếp cho em. Đó. Dạ, 1000 con hạt giấy. Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân.
đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ mấy? Dạ cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ 3 dạ. năm. Rồi bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. 3 năm hai đứa. 3 năm hai đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu anh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ. Nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười. Nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên. Mà cái đó không phải tật xấu. Xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ. Rồi ảnh nóng tính. Đó cái đó đó cái dạ. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á. Nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi. Nó quậy mà anh nói không nghe là nhiều khi anh nổi nóng lên là anh la con rồi anh nhiều khi anh đánh con luôn. Đó dạ. Cái đó xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là chỉ có gì nhất cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ. Thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì vợ em ít. Chỉ có cái những cái nhỏ nhặt ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ mà. Làm biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đổng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè và xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Trời, sao lý do là em cưới vợ ba. Chia sẻ với em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà gọi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nó nghe nè xong đi bác sĩ tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó rồi ấy rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa không? Dạ cũng còn, như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt lại. Bớt lại. Tại vì nó cứ điều độ là hết quá. Là hết nóng tính, hết nóng giận. Có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Dạ, em hiểu dạ. Không? Vừa chăm hai đứa nhỏ rồi dạ. Quán xuyến chuyện gia đình á. Dạ. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa. Nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi. Dạ. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á. Dạ. Em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều. Dạ. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả dạ, lên. Dạ. 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 Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe. Bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà ảnh không có đồng ý. Cho nên khi mà ảnh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải, chị hỏi nè. Tức là ảnh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết. Là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là
sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy? Không sợ chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ, không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Hai em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. Tâm Bích. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm. Và là thực tập viên ở tại cái nơi mà anh đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu anh. Không không. Ủa nhiệt tình sao không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt với anh này. Đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á. Cho nên là rất là ghét. Và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau, cãi nhau thường xuyên. Thế sau là coi như rất là ghét, ghét cay, ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm đúng không? Dạ không có anh. Tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi. Cho nên cực kỳ không có ưa. Dạ. Em kể một vài tính điển hình của anh này. Đó là anh ta có một cái cơn điên. Đó là tự kỷ. Tự kỷ. Tự kỷ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá cầu toàn. Cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình thấy tâm. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống, nên khi mà có cái sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của ảnh á, ảnh về ảnh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết, ảnh về cái anh im im, ảnh không có trút giận lên, nhưng mà ảnh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả? Nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ. Mà khi mà mình đặt câu hỏi á, thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm. Dạ lựa đồ nào hết đá rồi đập thôi. Còn cái chuyện mà ga lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các cái bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó. Cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì ảnh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có nhưng mà ít hơn. Em gấp cho vợ, cứ lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện á, cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không? Dạ biết luôn. Cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm có muốn thanh minh thanh nga gì không? Dạ thanh minh thanh nga thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh đinh trong đầu mình, cái cô này là bà xã của tôi rồi, thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư, anh em lâu ngày gặp quá rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm, nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu, thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết, là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy? Không sợ chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nhiều nói nhất. Những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi cái Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em
giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là lại cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải trút mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác chứ không phải là chỉ riêng với vợ. Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Mà nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái thì thôi, chứ không cái việc đó thì lại là mình tạm gạt nó qua bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ, thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó, thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình cho nên thế là mình phải nhìn anh. Những khi mà ảnh về kêu thôi kệ anh đi, anh làm gì anh làm đi, mình đi làm chuyện khác, không có khóc nữa, không có hỏi nữa, tới khi anh tự động anh muốn nói thì anh nói, anh không nói thì thôi. Từ ngày cưới đến nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này dạ, mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ, tại vì em cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ như nè, nếu em không chia sẻ với vợ mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn á, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng. Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc của mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa, thấy là tôi để mình làm thôi, nói ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ thì thấy thương hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Dạ, hiểu mà không có làm được. Anh này không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Tại vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc mà trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Đó. Dạ, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đó là cái em cần phải sửa. Nghe. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Ai cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á mà bạn em với bầu sơ á còn mắc lại hỏi: "Ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy?" Đầu vô cái cũng nằm kế bên vậy đó. Thì ôm cái lúc đó mặt mày này ghê lắm. Tôn trọng tôi nghe. Tôi về đó. Tôn trọng tôi nghe. Ông lần nữa tôi về đó. Tôi thấy ông Hiền tôi vô đây. Ông đừng làm trò đó. Tôi về á, tin không? Tôi cứng luôn. Kỳ ta, tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Hai em. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào khán giả trường quay. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Châu Việt Trường, năm nay em 33 tuổi. Công việc em là ca sĩ tự do, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em là Dương Thanh Trúc, em năm nay cũng 33 tuổi. Cũng là ca sĩ tự do, hát dòng nhạc Euro và cải lương. Hai vợ chồng cũng là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà có hát chung song ca nhau hay là mạnh ai đi hát một cái dòng nhạc riêng của mình? Dạ, tại vì
Con này hát cổ, còn ảnh hát nhạc trẻ nên không hay. Tức là hai đứa là hai cái khác nhau luôn. Dạ. Trúc là hát cải lương hả? Dạ. Đúng rồi. Rồi. Sao giờ gặp ta? Ước gì mà nhạc trẻ xong rồi qua cải lương lắm. Nó đúng có một ta? Cái show đi. Hồi gặp nhau là hai đứa phải lòng nhau, nhưng mà ông Trường này là cua Trúc nè, đúng không? Dạ. Đúng không mà dạ? Dạ đúng. Ồ hay quá vậy. Hay chưa vậy? Hay kể đi, kể đi. Sao nè? Em với vợ em là biết nhau lâu rồi. Ừ. Mười mấy năm trước á. À, em có đi vô em hát cái chương trình lễ cưới, xong xuôi là em gặp bà này lúc đó mới vô bà hát thôi, xong xuôi cái em bẵng đi một thời gian lâu mười mấy năm á, coi như là mất nhau mười mấy năm. Dạ tại vì hồi xưa cô biết không, ổng chê con xấu. Hồi xưa là ảnh là đi hát bên tập kỹ, còn con là hồi xưa mới vô nghề là con hát bên đám cưới. Cái ảnh nói em bé này sao lúa quá, ảnh nói chuyện vậy đó cô hả? Thương mình đó nó. Dạ tức lắm á cô. Trường thì chê cưng lúa đúng không, nhưng mà cưng có để ý Trường? Dạ không? Cũng chưa có ai để ý, tại vì bên tập kỹ qua thì ít nói chuyện với tụi con. Tụi con là MC tiệc cưới thì cũng ít có nói chuyện với bên tập kỹ, tại thấy người ta chảnh hay sao. Cái cũng không thèm. Không hề gặp lợi thì lợi đứa nào cua đứa nào nè. Vô tình em đi hát về á, lướt Facebook gì nè, ai giống bé hồi xưa mà nó đen đen xấu xấu nè. Sao hôm nay trông lạ quá. Đẹp quá. Chỗ đó. Dạ chỗ ra đó. Lúa chỗ đồng đó. Sao nè. Xong xuôi cái em mới lướt vô, em vô mình lận, ai quen quá. Cái đầu bên đây trả lời, bé hồi xưa ông chê số quách nè. Vậy đó hả? Cũng còn tức xuống cơ vậy. Bất bột. Trong khoảng mười mấy năm á thì em có người yêu không? Dạ ai cũng có hết, tại vì trai lớn rồi gái lớn lên đó, đều có. Nhưng mà cái lúc đó là đang tình trạng như thế nào? Chia tay hết rồi. Độc thân đúng không? Độc thân. Đó, rồi sao nè? Rồi cái ổng mới nói chuyện qua lại, cái đầu ổng rủ thôi vô Messenger để nói chuyện. Lúc đó là biết trên Facebook. Anh ta mới xin cho gặp mặt. Rồi cái ngày đầu tiên gặp mặt thì sao? Cũng gần Tết em ha. Dạ. Em bữa đó em bỏ xô, vợ con cũng bỏ xô luôn. Mà lúc đó vợ của em đó đi tắt niên. Cái đầu em mới nhắn tin, em nói sao chắc chết cha, chắc cho leo cây hay lúc sao. Lúc đó con phá máy luôn cô. Con tính là vô tiệc vui quá rồi, mà ông này xưa ghét ổng nữa, thôi phá máy cho ổng leo cây. Cái con suy nghĩ vậy, hứa với người ta mà người ta nhắn tin, ta nói bỏ xô tội nghiệp quá. Cái thôi mở máy ra hỏi ông có gặp tôi không. Đây trả lời liền luôn cô. Nói canh mà, đang cầm thổi canh mà nghe cái tăng mừng quá. Gặp. Gặp phải không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa gặp nhau quán cà phê. Đó, cái gặp nhau đó. Ở ngoài đó, đó. Đúng không? Cái cảm giác đầu tiên khi mà gặp lại sao? Em ngồi quán cà phê em đợi cỡ nửa tiếng. Bước vô thì em cái hình em gặp là em cứ giật mình. Em suy sụp luôn. Suy sụp sao? Xấu quá. Trong hình nhon quá mà sao ở ngoài bự quá. Tại vì con thấy ảnh ở trên hình nó rất là men rồi. Chụp hình nó thấy ảnh lớn vậy lắm. Thế con suy nghĩ chà, ông này ổng chắc ổng cao dữ lắm à. Con quất cái đôi bốt mà chắc tắt rưỡi ở trong ha. Rồi con đội thêm cái nón hip hop, rồi con mặc thêm một cái áo thun rộng nữa. Con nói vậy thì mới xứng với ảnh. Gần mấy tám. Con dạ đúng rồi. Rồi sao rồi gặp Trường thì sao con? Con điện con hỏi ảnh đâu. Cái ổng đứng lên ổng đưa tay ổng nói ảnh đây nè, cái con có cứ chết cha hố rồi. Nói giờ không lẽ quay xe về ta. Vô cái đầu em nói lần đầu tiên gặp bạn trai mà con nói cô xỉn. Xỉn luôn. Cái mặt đỏ ké mới đi tiệc về. Mới đi tiệc về. Xỉn mà đen đầu luôn á. Đi vô lạng chạng vậy nè. Gặp thứ dữ rồi. Gặp thứ dữ rồi. Nhìn trên Facebook sao thấy hiền quá mà sao ngoài dữ gì không biết. Lấy bình tĩnh lại. Gặp cái cô này chắc lần này về chắc gút luôn. Mất hồn mất xác luôn đó. Mất xác luôn. Vừa vô kéo ghế đặt ịch xuống nè. Em uống gì em uống đi. Làm cho ly cam. Cái tay gì nè cô? Cái tay DJ luôn. Cái tay nè. DJ. Làm ly cam đi anh. Trời ơi. Nói bụng chết rồi sắp đổ rồi. Sắp đổ rồi. Rồi quay qua. Quá bụi, đi xe bụi. Chết rồi. Hụt hẳn hoàn toàn luôn. Con tự nhiên ông, đúng không? Y chang đàn ông luôn. Gán đi Trường ơi, tự nhủ lòng. Gán nửa tiếng rồi, về. Về rút luôn. Chứ này không ổn rồi. Đó rồi vô ngồi nói chuyện một hồi thấy cô ta cũng nội tâm. Với cũng tình cảm. Rồi về cho nhau cơ hội tìm hiểu vậy đó. Nhưng mà tại vì giọng nói của bạn này có đáng yêu lắm nè. Dạ. Con là thẳng tính nè, rồi vui tính nữa. Con hay làm trò lắm. Nên nhiều khi con hay ghẹo, con thấy vô cái anh ta cứ khép nép. Mà cô biết không, cái hình ảnh ban đầu đặt vô mắt con là chết cha rồi, không lẽ mình quen sinh viên ta. Ảnh có chút ép hả ha. Mà mặc cái áo sơ mi trắng mà ủi lắng con luôn. Đầu là vuốt sụ xuống kiểu Hàn Quốc á cô. Rồi ha, miệng thì cười chành mà nước da ảnh trắng bách ha. Nhìn mặt ông này chắc chừng 26-27 chứ gì trời. 2 năm trước là vợ 31 chồng ha. Vô cái mắc cỡ nữa cô. Ly nước cam ha, để là uống tới gần về luôn, còn yên nguyên ly nước cam. Cái con thấy vậy á, con giả bộ nói hỏi toilet đâu đừng con đi. Vừa đi quay vô quay ra thì nước cam sạch mắt không còn.
Trời ơi, nó mất hồn á, uống không nổi. Cô biết sao không? Con khát nước, nói chuyện một hồi, nói thao thao thiển khát nước. Cái nói chết cha, uống thì nó kỳ quá. Mới quen nữa, gặp kỳ quá. Tao quýnh giá. Quýnh giá, đó. Vợ tôi, vợ em vừa quay lưng đi vô. Dứt liền cô. Kéo rồi, rốt, tranh thủ. Nhưng mà cái lúc đó là đã có vẻ thích chưa? Thích cô này chưa? Cũng chưa nữa. Nhưng mà còn em thì sao? Nói, sao mà ẻo lão quá trời mà nói chuyện cười ha, cười đưa nghe hàm răng. Nói hả, mà nói chuyện hát tức. Ờ, dạ. Bả rồi. Bả, nghi là bả mà khôn lắm cô. À, em cho anh xin tìm hiểu, hai đứa mình tìm hiểu nhau. Nhưng mà ra điều kiện nha cô. Mình làm ở trong nghề này là đừng có công khai. Anh không muốn công khai sớm, để tìm hiểu thật chín chắn rồi mới công khai. Sao kỳ kỳ ta, quen mà không cho công khai là thấy có cái điểm gì kỳ kỳ vậy nè. Mà cũng thôi kệ, anh nói cũng có lý. Ok. Bạn bè em á, mà tiếp xúc với ảnh á, có ai có đồng suy nghĩ giống em? Ai cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á, mà bạn em với bầu xô á còn mắc lại hỏi: ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nào thì con chính xác là anh không có BD. Bao lâu? Dạ chắc khoảng gần cưới á, khoảng 2-3 tháng sau á. Mấy tháng thì hai đứa cưới nhau? Dạ 3 tháng à. Nghĩa tại vì nói chung lại. Thì hai vợ chồng quen nhau cũng trắc trở lắm. Cũng có trong 3 tháng mà trắc trở dữ lắm em. Dữ lắm, mọi người bảo tóc phòng ba đến ào ào. Đâu vậy em hả? Đã kể một lý cái sóng gió mà nó nặng nhất. Tại vì em đi hát á, fan họ yêu thích nhiều quá. Sau này em công khai 1-2 tấm hình vợ em lên Facebook á, vô cái chửi quá trời luôn. Vô chửi mà còn nhắn tin cho con nữa. Chửi con à? Không dạ. Có chửi con mà nói xấu anh này. Chân dạ. Chuyên là chân chuyên ở cái dạ. Về phần xã hội. Chứ còn về phần gia đình thì ok đúng không? Gia đình thì hối thúc. Nó còn một cái lý do gì mà khiến coi như là em 3 tháng em phải cưới cô này cho bằng được không? Nó còn cái lý do gì nữa không? Dạ tại vì á, cũng đào hoa. Đào hoa dữ lắm, thấy hiền hiền vậy chứ đào hoa dữ lắm. Là em đòi cưới. Ảnh đòi cưới tại vì là giống như... Nếu vậy thì em phải đào hoa thì ổng mới đòi cưới sớm chứ. Dạ không, cái này nó chéo ngoe là gì nè. Ảnh đi tỉnh, cái hai đứa cũng cãi, cũng có cãi tại mới quen mà cũng có nhiều điểm bất đồng. Cái ổng nói chuyện với ổng có 1 tuần à, ổng đăng hình bạn gái. Dạ, rồi cái bạn gái đó lại tưởng là như ổng chọn người đó rồi, cái lại nhắn tin ngược cho con. Bạn gái cũ hả? Bạn gái mới luôn á, trong lúc hai đứa giận nhau cái thằng chả đi tìm hiểu. Cũng quơ quào á. Dạ, chứ cái này là xây cua á cô. Kêu ổng là nói rõ, một là quen, hai là chia tay. Ổng mới nói là, thôi anh chọn em. Nói chung là cũng cãi dữ lắm. Cái con không tin, cái con bỏ con về nhà con. Tại lúc đó là ảnh có kêu con lên phòng thu của ảnh á, ảnh cũng làm phòng thu nữa, rồi ảnh quay MV luôn, là lúc đó ảnh làm cho con luôn. Ảnh mới năn nỉ, ảnh mới nói là thôi bây giờ là cưới đi, để là không có còn những cái vấn đề mà bên ngoài nữa. Em làm chủ cuộc sống của anh rồi thì không còn ai phá được nữa. Kiểu là cũng châm chế cô, châm trước cho mình á, nói là người ta phá không à. Nhưng mà điều tra ra là người yêu. Cái con đâu có chịu cưới cô, gây lộn mấy lần đuổi con ra khỏi nhà luôn. Tưởng kèo dưới mà hóa ra là kèo trên đó hả? Dạ. Rồi xong vì lý do đó mà phải cưới đúng không? Dạ. Nặc đòi là bắt là cưới. Dạ, với lại khi mà về nhà thì thấy ba mẹ chồng á với anh em chồng ai cũng hiền hết á. Hiền dữ lắm nên là con thôi cũng cưới luôn. Với mẹ bên con á, nó thôi cũng lớn rồi. Mày cứ đi lông bông mày đi đâu có 2-3 tháng mày quải ba lô cái mày về. Đi lông bông tôi sợ mình cũng giới tính vậy. Trước cái tháng thứ 3 đó là test luôn. Như vậy là chứ không phải là đợi tới đêm tân hôn mới test đúng không? Không, đúng không? Test trước chứ. Dạ, test trước chứ anh sợ. Test trước. Tại vì cô biết sao không? Lúc đó cũng gần cặn Tết vậy nè. Cái mít bài xong xuôi cái này. Để hỏi bà coi hát đâu, rủ lên chơi. Cái mặt nguyên mà áo dài đi lên đó nó được à. Cái nó em đi hát về mệt thì vô rửa mặt rửa mày đi. Rồi vô phòng anh nằm đi. Nghe lời cô, đi te vô phòng luôn, nằm còn khô vậy đó. Em ở ngoài em nói ngon à, ngon. Tắt máy liền, khách điện tới. Thu, thôi, anh hết thu rồi, anh đi làm. Rồi đi làm. Rồi sao? Xinh cô, xinh quá trời luôn. Đầu vô cái cũng nằm kế bên vậy đó. Thì ôm. Cái lúc đó mặt mày này ghê lắm. Tôn trọng tôi nghe. Tôi về đó, tôn trọng tôi nghe. Ông lần nữa tôi về đó. Tôi thấy ông Hiền tôi cũng vô đây. Ông đừng làm trò đó. Tôi về đó, tin không? Đồ hứng luôn. Kỹ ta. Tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu vậy. Xin hoài luôn không bỏ cuộc. Em thương anh đi, thương anh đi. Mà cái mặt thương luôn cô, cái mặt luôn. Cái mặt tội lắm mà cứ em thương anh đi. Thương ông rồi ai thương tôi. Dạ.
Thảm thương lắm. Rồi tới lần thứ bao nhiêu thì con mới cho. Đồng ý cỡ 2 tháng sau. Cái sáng nghĩ giờ mình là phụ nữ, mình là bạn gái, mình ra mình làm việc nhà, mình giặt đồ rồi cho ổng. Vô đứng chống nạnh như đàn bà vậy cơ. Ai cho giỏi quá vậy, ai cho vô đây ngồi này kia. Con hết hồn vía con bay ra ngoài mà bà chống nạnh như đàn bà vậy. Bà chết chống nạnh rồi. Bà chống nạnh. Cái con nói tưởng sao ba vô ngồi giặt thính bơ cô. Nói nè, mấy cái việc này là phải để cho anh. Mà thiệt cô, từ hồi lúc đó tới bây giờ là quần áo nhà cửa ảnh không. Dạ nghe. Dạ cái từ đó tới sau ấy thấy thương. Bây giờ tụi em cưới được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ đến cái phần quan trọng lắm. Phần này là phải chuẩn bị tâm lý nha. Bây giờ em nói trước đi. Đó, người đàn ông này có tật xấu gì không? Chồng em thì ảnh là ảnh hiền dữ lắm, mà có cái tật xấu mà kinh điển mà không thể nào mà chấp nhận được, đó là giận lên cái la như đàn bà. Chống nạnh đúng không? La bài hải phải không? Bây giờ còn... La bài hải à cô, mà con nói cô ha. Giận hồi sáng ha là ổng nhai hoài, tới chiều ngày nào ổng cảm thấy ổng đã cái nương ổng thôi. Nói hoài hả? Nói hoài luôn anh. Em nhiều khi em giận lắm, nói em đang nhai cái gì á. Cái ổng nói thì tôi tức quá bà cho tôi nói đi. Nó đã là tôi nghĩ. Mà hai vợ chồng là chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Hầu như là sáng giận là ảnh nói đã nư là tự vô năn nỉ. Là chiều là về thôi. Với lại ảnh kỹ tính đó cô. Kỹ tính cực kỳ luôn. Nhiều khi á con đi làm về mệt á, đồ đạc con để mà chưa kịp dẹp là ổng đồng la. La tự trên lầu mà giọng chứ dội dội vậy đó. Dội, thương quá. Nhưng mà giờ cái phần giặt đồ là mặc dù có máy giặt rồi nhưng mà là có máy giặt, nhưng mà đồ đi diễn là giặt tay. Đồ đi diễn là giặt hết. Dạ, đồ đi diễn với đồ con là phải giặt tay hết. Là từ hồi quen cho tới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn là giặt đồ, ủi đồ đi diễn của em luôn. Rồi lau nhà, lau cửa, nói chung tất cả công việc nhà là ảnh làm hết. Nấu nướng ai nấu? Nấu nướng thì mẹ. Mẹ chồng. Rồi em ở nhà em làm gì? Em giữ con. Đừng có nói ví dụ con, đi chợ ổng cũng con đi luôn nha. Dạ ảnh đi luôn. Ủa đi luôn hả? Lúc, lúc đầu thì hai chồng cùng đi đèo nhau đi. Cái tới chừng khi mà mang bầu cái em ngán á, cái em làm biếng á, cái giao cho ảnh đi luôn tới giờ. Rồi đi có trả giá đồ không? Trả giá hơn em luôn. Trả giá mà mấy bà đó, mấy bà bán rau bà nói: "Ê mày có phước lắm mày mới lấy được chồng này nha. Tao sợ nó rồi đó." Cưng quá hả? Thôi, chương trình này mà phát lên nữa là mấy chị bán rau bán cá chắc khoái em lắm á nghe. Không mà ai cũng thương em hết trơn anh. Mấy cô, mấy chú, mấy bác đồ à, bán rau rồi đó. Giảm mừng lắm. Nói sợ là ghẹo thôi chứ dạ, thật sự kêu ông hỏi ông có vợ chưa, gã con gái. Thì khi em trả giá cái vợ em ngồi sau ngại á, quèo quèo nè. Cái nó không có gì hết á. Để anh. Nó tính chi li luôn á cô, ngồi tính mà con nhức đầu luôn á. Tính lại anh, tính lại. Nãy à, ví dụ như đó, 10.000, em thấy không? Cái lợi chỗ thịt heo 5.000, 15.000. Cái chỗ kia gao được 5.000 đến 20.000, được ly trà sữa. Lời được ly trà sữa. Nhưng mà người ta rất thương con. Tức là người ta gặp là người ta cười, gặp là người ta cười vậy. Cái lỗ tai với cái miệng này á, là hay nghe ngóng ở bên ngoài dữ lắm nè. Tức là khi mà anh không ưa ai á, anh không ưa ai trong nghề mà có áp lực hay là gây lộn với ai, họ không ưa ai về có tâm sự với con. Vậy là con là chịu trận. Giống như anh giận ở ngoài là anh giữ cái mối quan hệ á, anh muốn như cái không khí nó hòa nhã đó, là không bao giờ mà cãi với người ta đâu. Dễ bắt đầu nhai cho con nghe, nhai từ sáng tới tối. Mà nhiều khi mà tức quá cô biết không, 3 giờ phi rồi không cho con ngủ. Nhai hoài cái con năn nỉ anh ơi thôi cho em ngủ đi. Gắn xíu nữa đi em, gắn xíu nữa anh hết tức. Anh nhai xong đi rồi mới đã cái cơn nữa đó. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Trường. Cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em thì nói chung cũng không có nhiều anh. Chỉ có gì nè, giống như đồ đi hát về diễn cái bỏ đầu nằm cái. Cầu thang cái. Cái kẹp đồ đó để tùm lum bây giờ cái chống nạnh thôi. Xô diễn khác. Ủa bữa đó không dẹp tôi đâu, không để đâu, để đâu. Cái đó nó cái gì cũng một mình tôi làm, sao nhớ nổi. Nó hay càm ràm. Cái nhiều khi em cũng đi hát về phía đi tỉnh rồi đó. Cái vừa mở tới nhà cái đi bước xuống cầu thang. Đưa cho em cái gì cô đưa cho con gì cô biết không? Cái cài. Rồi xong xuôi mất kiến, chùi đàng hoàng. Vô làm nhiệm vụ thiêng liêng đi. Thao đồ từng nay chưa giặt. Rồi. Cái kêu vô anh rồi anh giặt giùm em đi. Đồ trắng không à. Em giặt không nổi. Giặt giùm em đi, cái ngồi cũng thương, cũng ngồi giặt nữa, phía giặt hoài vậy đó. Tại chồng cưng ghét con hư với bộ. Em lúc có phước. Anh không cho con làm, ghét con lúc quen. Lúc con chưa có gia đình cũng vậy luôn. Ở nhà là làm cho mẹ đồ hết luôn. Giặt đồ hết nhà luôn. Mặc dầu có mấy giặt, nhưng mà thích được chăm sóc gia đình tại đi suốt đó con. Anh là chỉ có cái đàn bà thôi chứ thật sự là anh không có gì xấu hết. Ôi nghe nè, đừng nói là cũng có đi nhậu nhẹt khoái bia bọt rồi nha. Dạ không, con em hả? Em là từ ngày gặp ảnh là biết ảnh không nhậu, ảnh không biết em nhậu. Không nghe cái mùi là đâu. Em bỏ luôn. Tại vì tối ngày hẹn nhau là ảnh cứ rủ đi trà sữa không.
trường. Có mong muốn vợ thay đổi gì không? Mong muốn vợ gọn gàng lại xíu, với bớt càm ràm em lại. Tại vì nhiều khi em làm phi á, đi hát về phi cái ngồi máy tính phải mít bài nữa, dựng MV cho người ta nữa, cái càm ràm việc nhà việc này kia cái bực lên cái đầu có chuyện. Ừ, nhưng mà gây lộn đứa nào thắng? Con lúc nào cũng đang thắng, lúc nào cũng thắng hết. Chào là con ngồi suốt, tức là cứ cự ngồi nghe kệ nói gì nói, ngồi bấm máy tính hoài, làm hoài. Nói sao nãy giờ tôi nói ông nghe vậy không? Nó nghe. Dạ biết rồi. Dạ biết rồi. Mà nó nói vậy hoài hồi cũng làm biến cãi ha, làm biến gây nữa. Dạ. Chồng con là lâu lâu nhiều khi bộc phát dữ lắm, dồn vừa công việc vừa ở ngoài đời rồi quá dồn dữ lắm áp mới bộc lắm. Phát thôi. Dạ. Chứ thường thì là ít lắm, nhưng mà tự anh bộc phát là cũng tự gánh năn nỉ à. Rồi con sao không mong muốn trường thay đổi gì? Con mong muốn là giống như chồng con á, cũng bớt càm ràm. Nói chung hai chồng cũng hợp tánh là hay càm ràm. Chứ những lúc mà hai chồng cãi lộn mà giống như vợ có lỡ lời cái gì đó thì chồng cũng gán kìm nén, với chồng con thì có cái tật hay la mà hay nói nhiều cái câu để cho con buồn á, nói nặng á, nói nặng á, rồi nói nặng xong rồi tự động xin lỗi, biết sai, biết là anh tức quá anh nói, nhưng mà thật sự những cái đó làm cho con bị tổn thương. Không, nhưng mà bây giờ nó phải là từ hai phía. Ví dụ như bây giờ con biết chồng con nhiều áp lực, thì con phải chia sẻ cái áp lực đó, đừng tạo thêm áp lực nữa, ví dụ vậy. Thì là từ từ con sẽ thay đổi được cái cọc tính của chồng con đó. Thời gian sau này thì con cũng thay đổi nhiều, giống như con cũng hiểu ảnh áp lực vậy đó. Tại hồi trước mới, tại quen nhau ít do quá rồi lấy luôn nên con không hiểu. Bây giờ thì con cũng đã vậy là hiểu rồi đúng không? Biết sao nhiều khi nhà trường, nhiều khi á mình kiểu như mình là cái người mà cầu toàn và chu đáo quá, thành ra mình cứ quán xuyến mọi thứ, mình thấy cái gì mà giống như là không phải tay mình làm mình không có yên tâm. Thì cái đó làm cũng một phần là tự mình làm cho mình khổ. Đó, cô cũng vậy đó, nhiều khi cô cứ hay bị đa đoan quá đó, rồi cái tự mình mệt, tự mình khổ thôi. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là mình không làm thì chắc là cái công việc đó nó sẽ không chạy, hoặc là như nào. Nhưng mà thực ra mình cứ né ra thì mọi thứ nó vẫn chạy. Có điều nó sẽ không chạy bằng mình thôi, nhưng mà sẽ một lần, hai lần, ba lần riết rồi sẽ phải quen. Kiểu gì nó cũng sẽ đạt được. Thì nói chung là cô giờ cũng đang học cái cách mà tạo bỏ bớt áp lực cho mình, cho bản thân mình đi. Nó là vậy đó. Rồi hai vợ chồng này quá đáng yêu rồi nha. Và phải nói là chúc mừng em khi mà em gặp một người đàn ông mà rất là tâm lý, và cái thứ hai nữa biết chia sẻ rất nhiều công việc nhà với người phụ nữ mình như vậy là rất là quý nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn cô, cảm ơn anh. Sau khi gặp anh ấy rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Yêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy, không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Đúng rồi. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Chào anh chị ạ. Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍번 씨 안녕하세요. 꼭촌 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi à? Trong In Chol. In Chol. Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Thôi đi. Không nói được thì thôi đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ồ, ở Hà Nội. Ủa? Hai vợ chồng em ở đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục
ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người một tên mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé. Trưa chúc em ăn ngon miệng nhé. Tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Em cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ cắm điện ấy, hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh, vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho mình một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng được mới, vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên. Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó, đúng không? Lúc ban đầu thì em xem là vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính. Và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi, sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ấy rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy, nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích. Đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối một tí. Thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích. Bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy. Dọa em như thế, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình. Và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn. Rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ.
bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng, bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà, vâng. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu, mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi, nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Bị ăn ăn hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có thật xấu gì lòi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em tật xấu rất nhiều. Tính cách không ngàn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức giận thì ném đồ. Lúc tức giận là ném đồ hả? Nhưng không bao giờ ném điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Ờ. Và mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng mà nó. Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Tắt. Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Vâng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à. Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng lắm, nhưng mà lúc sau thì cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tát ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng dữ lắm. Đánh sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng nào không? Em chỉ là bị tát thôi à, không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à. Giống như sư tử Hà Đông à. Rồi em rồi sao? Bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm. Cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Còn tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở hai bên cổ này này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần, nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, hai chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi, mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi, em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được, anh không thể xa em được. Lúc cần mình ôm thì mình ôm. Mình chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới, hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí, thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhẫn em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá, nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là
nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, xem cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, làm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè, sẽ dịu dàng với em hơn nè, không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em là biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo dịu dàng. Và vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra, nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Ha, và vâng, năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời, vâng, mang hai dòng máu Việt Hàn. Vâng. Cảm ơn anh chị ạ. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thì cũng quay về Việt Nam thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con mê gái dữ lắm chị ơi. Mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi tôi đã nhận ra rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, em năm nay là 34 tuổi. 34. Em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh. Lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá. Xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó mấy cọng le que anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà
áo sơ mi á, sọc 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 á, lúc nào cũng ăn gani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India, à, người ổng đeo hả? Tại vì em không thích người India hay bị hôi nách á. Em không thích là người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? À, lúc đó thì vẫn chưa, vẫn xin chưa? Bạn vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì còn em một tháng. Em có bồ ở đó, em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng còn mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà anh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi. Nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng cái gì anh nhắn tin. Không không, anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Ông cố tình mà. Rồi thằng bồ bao em lâu dặn. Bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái á, còn cái chiêu nào nữa không? Show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng trưa chiều tối là em đều nhắn tin đó. Thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số, thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái Line. Nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác lại nhắn tiếp. Đó thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không, nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy tháng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp á, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam rồi em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi,
Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. À, biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh nè. Ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. À, tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả vì ổng. Lúc đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm người khác. À vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay hai năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này, anh này có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm, rồi kêu con em qua thăm ảnh. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là chị hiểu điểm cái mối đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái. Vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Sau này là lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi, thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Rồi sao người ba người nói chuyện với nhau? Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. Vậy đó. Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thì thôi bây được giờ như vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc và nghe được cái điều mà em vừa nói.
là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc mà thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Đọc sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô thay luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng, đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn. Không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại lúc đó đang có bầu. Hình như là trong người không được có... tỉnh táo lắm, cơ hay nóng lắm nha. Đúng đó, em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau là này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. Đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng hơn bây giờ chứng tỏ. Bây giờ thay đổi ngày xưa tôi đỡ hơn cái thời mong bầu thôi. Rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. Còn lại mọi cái là ok hết. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái là cua đứa nào là phải được đứa đó. Phải dính đứa đó đó. Cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được đỡ. Tức là biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có đáng kém bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính có giờ á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị đúng không? Đó. Tánh ổng á không có xấu gì hết. Chỉ có một cái là mê chơi, nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ là đi một cái một gì đó, không báo trước cái vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít gì đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em, chị vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi. Thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng. Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái người phụ nữ của mình mà chị có cái gì chết thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì
chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn, đúng không? Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẻ nơi. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà, ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm, rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sẽ chết. Tắm lên một cụ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai vợ chồng. Mời em giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Yeah. Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy, thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em, mà lúc đó em là sinh viên. Thì... nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là sao? Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi, mình sợ thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Giống kiểu hên xui anh. Giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy bảo em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẻ nơi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách anh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn với chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 đứa chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho anh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó có xem hay quá vậy. Em cố tình em thử cũng... lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp hết nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn đó. Bào quá luôn. Còn có thử có nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi, em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ anh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn.
kiểu như là thử mình xem là có lầy lội lầy nhè hay không á. Xong nó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú ơi, cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong ba vòng đó. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Đúng đó, ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đi. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, nó cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em, em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với giới thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em như kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em ấy. Nên rất quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại, người ta không có cho sinh viên ở nữa, thì em cũng tính đi tìm trọ, nhưng anh này nói thì đúng thôi rồi, anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh, tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em, cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm rồi nấu đồ ăn cho ăn rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ á, mẹ chồng là người dụ em về á. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em á? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với anh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi, nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không biết. Thưa các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á. Cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời ơi, tội nghiệp không? Mà lấy vợ xong thì thấy hết rồi. Sau đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chắc là anh biết là hôm nay đi chơi với mình, như này là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức mà đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ông sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều quá chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm. Chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xòi nửa đêm nữa không vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, có cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhé rồi nguyên cánh tay luôn đây, coi như là không còn chỗ trống luôn, bực quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay qua lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó rồi tay trái này phải rồi ngực tùm lum hết rồi. Khi em đang ngủ mới kiểu đi xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Vợ tôi cũng cắn, mỗi lần cắn mình quạo mình chết, người ta cưng gì mà cưng, đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu.
Ừ. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn á. Ngày ăn bữa hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em cũng muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em á thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Anh lo thôi. Đúng rồi. Dạ, tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn, ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Vậy. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm, đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự đây là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể, cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ít ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ, em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 mà, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn đi hai em nha, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn hai em.